Kênh Giải Trí Tổng Hợp xin thân mến chào quý cô chú anh chị các bạn. Thì hôm nay thì kênh cũng có kết bạn với một người đã mua dừa từ ở tỉnh Quảng Bình. Thì chị cũng đã mua dừa nay cũng gần trên dưới gần tháng này chị trồng rồi. Nhưng mà mình kêu chị là quay quá trình mà nhận dừa về trồng ở ngoài quê hương Quảng Bình chị như thế nào đó cho quý cô chú anh chị các bạn xem. Thì hôm rồi là chị mua dừa trái mọng cũng khoảng 2 tấc như thế này nè. Đó, 2 tấc, hơn 2 tấc. Thì chị mua từ ở vườn dừa của chú Mười và vận chuyển về tới tỉnh Quảng Bình ở miền Trung ngoài đó. Là sau đó là chị có chụp hình lại là trái dừa nó rất là bình thường, rất là tốt nha. Nó không có thay đổi màu sắc. Cây dừa nó rất là khỏe mạnh. Và chị cũng đã trồng xong rồi trên cái đất của vùng chị á. Hiện tại thì đất ở ngoài ngoại là mình thấy chị quay là đất rất là tốt và chị trồng cũng rất là kỹ. Đó, nhưng mà mình nhờ chị cũng quay giùm một video clip ở ở quê hương Quảng Bình của chị đã trồng cây dừa của chú Mười xong. Thì trong quá trình chị là cũng đó giờ cũng chưa có quay chuyên nghiệp á. Nó không phải nói là chuyên nghiệp là quay đẹp nhưng mà chị cũng ít có quay. Cho nên nhờ chị quay thì chị quay máy hơi đứng, thứ hai nữa hình ảnh nó cũng hơi rung động đó. Chỉ có bị che tay đồ cho nên quý cô chú anh chị các bạn xem cũng thông cảm bỏ qua cho chị nha. Và cũng là rất là cảm ơn chị đã cung cấp cái thông tin mà mua dừa của chú Mười về trồng tại quê hương của chị và quay cho bà con trong cả nước xem luôn. Rồi sau đây mời quý cô chú anh chị các bạn xem video clip của chị quay ở tại quê hương Quảng Bình về cái mua dừa của chú Mười và trồng cho quý cô chú anh chị các bạn xem nha. Đây. Chào mọi người, mình ở Quảng Bình ấy, mình mới đi mua dừa của ông Mười ở miền Tây, dừa lùn của Mã Lai nha, mọi người nha, mang gửi từ miền Tây về, cây vẫn đẹp, vẫn tươi tốt. Đây, mình lấy 20 cây, mà trồng hết 16 cây rồi, mình ra chỗ trồng cho mọi người biết nha. Đây, đã đến chỗ trồng rồi. Mọi người thấy nha, cây dừa mới trồng được hơn một tuần. Dừa đẹp. Đây. Trong cách trồng này chỉ 18 tháng là ra quả rồi, chưa ông Mười tốt lắm. Đây mới trồng mà cây xanh tốt, không biết mình trồng thử để xem có hợp không, để mà sau này em tôi mua về để mà trồng luôn. Đây đây cây một này, đây qua bên đấy cây hái này, út ta đẹp lắm, mới trồng được một tuần đây. Đây đây mới bữa hôm lấy về là được ba lạ mà bây giờ sánh rồi. Đây trồng xong là mình còn đây, mọi người ở Quảng Bình, ai mà có nhu cầu thì tới hội mình chỉ cho để mà xuống ông Mười mà gửi cho, kêu ông Mười gửi về mà trong. Đây, tốt lắm. Đây, qua chỗ thứ hai nhá. Đây, cái này cũng đẹp. Đẹp lắm. Đất của mình thì mình trồng mình bỏ phấn thấy 4 lần à. Từ cách 4 cách nhá 1 tháng là mình trồng được chưa? Trước là mình bỏ vôi đã, sau đó là mình cho phấn chuông. Đây. Phấn chuông xong là bỏ vôi thì để khử con luống dừa ấy, con luống dừa ấy. Mọi người
Nghe nói ở chùa ông Mười thì gọi là tỷ phú trong cái dưa lùn Mã Lai ấy, hướng được tỷ phú mọi người ạ. Mình cũng làm để sau này được có thể là cùng tự thành tỷ phú thứ hai. Đây, hy vọng là như vậy. Đây đẹp lắm, bữa hôm là được ba lá mới chơi này, đến đây đây này, trời ơi đã thật. Ê, tương lai của mình là chắc em phải trồng dưa rồi. Đây đây cây thứ tư, đây thứ năm, thứ sáu, cây thứ sáu rồi đây mọi người. Ở chỗ xung quanh mình là đất cũng có nước cho nên là mình chắc chắn là 18 tháng là chắc ra quả rồi. Chưa mà lái sai quả lắm mọi người ạ. Còn ở đây là mình chưa trồng, chưa trồng, sắp tới là lấy cua chưa ông 10 tiếp. Đây đây mình mới cho bối đó là phân chuồng xuống, còn các phân hóa học mình chưa, đây cũng đang còn đây này. Đây đây mình mới bỏ được mấy ngày, đang còn chờ để lấy cây cua của ông Mười về, chờ cái ông Mười gửi về đây này. Đang còn bé nữa, đất rộng rãi. Đây đó. Đây mình mới bón phân đây, mình mới ủ phân, ủ cỡ 15 20 ngày là trồng được chưa. Đây này. Đó. Mọi người ở miền Trung á mà cần dừa của ông Mười thì qua inbox vào Zalo của mình. Zalo của mình là số điện thoại là 0988 491099. Nếu như có nhu cầu thì alo mình. Mình đã còn trồng nhiều nữa mọi người ạ. Đất rộng quá. Đây này. Đây, đất trồng dạ man. Đây dừa Mã Lai, dừa lùn, dừa xiêm lùn Mã Lai của ông Mười có màu sắc này, màu vàng đấy, chuẩn Mã Lai nha mọi người, chuẩn dừa xiêm Mã Lai đó đó. Thôi chỉ quay về thôi, tạm biệt mọi người nha. Rồi bye bye.